loại kiển này có tên gọi là cây trang đài hiện tại ở vườn tôi có được hai màu thứ nhất là màu hồng cánh sen thứ hai là màu đỏ cây trang đài này có vẻ như có hai dạng dạng thứ nhất là cây bụi cây phát triển cành nhánh nhiều nhưng phát triển chiều cao chậm Mỗi đợt ra hoa, cây thường ra hoa rộ, rất nhiều bông hoa. Cây trang đài có hoa tương tự như cây hồng anh, quỳnh anh. Hoa dạng lo kèn có 5 cánh. Hoa không có hương thơm. Còn giống trang đài thứ hai là dạng trang đài leo cây phát triển chiều cao khá tốt ở đây tôi có được chậu trang đài leo màu đỏ kiểu dáng và hình dạng của hoa cũng tương tự như cây trang đài bụi loại cây này thích hợp trồng ở vị trí có nắng cả ngày nếu như trồng ở vị trí mát mẻ cây thường cho ít hoa hoặc không có hoa